Đúng rồi, chào anh em các bác. Tiếp tục thì hôm nay em lên sóng cho anh em các bác một con ly bình dân giá rẻ chơi rất là hay. Lâu lâu em này mới có về, tại vì đối với em tuyển mấy em này phải đẹp à, mặc dù nó bình dân. Đây là cái phần sau của em nó ha, đó là Marang BM74D. Lúc trước em bán khá là nhiều anh em nha, đợt này sau này thì nó bắt đầu nó ít dần và cái độ đẹp của máy thì nó không còn được như cái tiêu chí của mình tuyển chọn, thì lâu lâu nó mới có. Hôm nay em mang đến cho anh em một con 74D ha em nha. 74D cho nó sẽ có hồi gỗ ha. Rồi AC 100V này, 220W mất ít ra băng ha. Rodeset là sản xuất nè. Đấy. Đó, sorry em nói là cũng khá là đẹp nha, 80088 ha. Đó. Em thấy qua bao nhiêu đời nó rất là lâu rồi thì em tuyển những cái con ốc ác nó còn rất là đẹp cho anh em ha. Đó, chân rắc rất là ok, không tan xét này. Đấy. À, con này chạy từ 4 tới 16 rồi mà anh em nha. Đấy. Nắp lưng bọng cũng nguyên hiện hết, hồi gỗ cũng ok hết. Rồi giờ chúng ta sẽ quay lại mặt trước anh em nha. Rồi anh em nha, đây phía trước anh em thấy là nó bố trí rất là cân đối ha, hai hồi gỗ này, đây là hai trép cho hai vế và bát cho hai vế, lò đáy lò vải ha. Có lâu nét em nha, riêng cái dòng 74D nó sẽ có lâu nét và dòng 84 thì là không có, 84D không có anh em nha. Đến hai cầu loa này. Con này thì nó được trang bị mạch class A anh em nha. Đó, tiếng khá là êm và ngọt cho anh em chơi. Đó. Đây, em đang ghép vẫn cặp Boss 464 cho anh em nghe nhạc Bolero anh em nha. Đây. Và đặc biệt Marang 74D này, con này giá nó bình dân mà nó chơi được những cái cặp CBL này anh em nha. Rất là ok trong cái tầm tiền. Phải gọi là trong cái tầm tiền này để đánh được CBL thì nó đối thủ nó rất là nặng ký, không gần như là ít. Ví dụ như mấy con Lutman mà 505 anh em nhé, 55 đời cũ ha, chạy 4 sợi sắt nó chưa được tiếng mạnh nhưng mà nó đi đồ ngọt nó không được như em này đâu nha. Đó. Đấy, con này nó tiếng trong, nó chi tiết hơn. Đấy, rất là ngọt ha. Và đặc biệt đánh loa Nhật cũng rất là hay luôn. Cái nổi trội của em nó so với những cái dòng ampli khác là nó đánh được loa JBL tiếng rất là hay. Đó. Bình dân cho anh em chơi. Và hiện tại con này giá trong clip hàng về em báo cho anh em là 9 triệu ha. Hôm nay chiết khấu nhẹ nhẹ nhỏ nhỏ cho anh em chơi. Cái cạnh con này có cái tí xíu đây nè, từ anh em nha. Đó. Với cái mức giá bình dân thì anh em đừng quá cầu kỳ những cái vẻ đẹp này anh em nha. Quan trọng chúng ta là cái máy ha, nó phải ok, riêng cho anh em nha. Em bao anh em bao riêng cho anh em chơi. Đó. Máy tình trạng chung là đẹp. Cạnh này em chỉ thật ra cái này nó mình có kỹ thuật chút xíu nè. Anh lấy cái em lấy cái bút lông dầu á, anh em chấm tí ha, chấm đèn lại là nó đẹp, nó đẹp ngay ha. Đấy. Quá được, quá cầu kỳ nha. 8 triệu rưỡi thôi anh em nha. Giảm nhẹ cho anh em 500 còn 8 triệu rưỡi. Máy rất là ok. Đó, trong cái tầm giá 8 triệu rưỡi. Nếu anh em bỏ ra một cái con xanh xui. 67 là trà. Nếu mà chọn đánh GB con này hay hơn nhiều, hoặc đánh lơ Nhật thì em thấy khá ok ha anh em nha, trong cái tầm tiền. Đây. Cuộc đời là bao, hãy mến thương nhau với bằng tất cả con tim. Để rồi một mai khi ta lìa xa nhân thế, không lo lắng u buồn, chẳng nỗi tiếng muôn phiền truyền thế sự. Rồi em chỉ qua nhạc thế lên tiền cho anh em nghe thử nha. Cuộc sống đẹp khởi đầu từ Peacefoot. Rất là ok em nha, với mức giá 8 triệu 500 ngàn cho con
Amli Marang 74D. Anh em nào yêu thì alo cho em. Và anh em chịu khoản đủ em sẽ bao phí ship cho anh em ha. Ship cọc cọc 20%, em không bao ship lấy cọc thôi. À, xin chào anh em, chào các bác.